Để con nhé, để bên tư thế ngồi ha, khép đây nào ha, xòe ngón này ra nhá, tay này cầm khỉu tay con lật qua này, nó sẽ qua ha, các bạn thấy không? Rồi luôn cái này vô sọc trên giữa nhá, không có sọc trên đầu, không sọc dưới giới, nếu mà sọc dưới thì con bị nghẹo cổ ra, sọc này thì con bị gập cổ ra ha, sọc trên giữa, lưng bốn ngón tay này lên và tay này nhớ giữ cố định bên này, con này chắc ha, tay này luôn đưa dưới này đi xuống hốt cái lưng con. Xoay ra ha. Khi mình xoay ra thì cái cánh tay này sọc giữa háng bé. Các bạn thấy không? Cái bàn tay này đỡ cái lưng và cổ tay của mình, đít con sẽ nằm trên cổ tay của mình. Rồi mẹ nhìn thấy ngón tay này không? Ngón tay cái này không? Giữ ở bên này mục đích là giữ cổ bé. Chứ để như thế này nó tụt này. Thế, tụt. Để như này ha. Giờ chị sẽ xoay này. Vùng bé áp vùng mẹ, tay vai mông thẳng và cổ ngửa ra tối đa. Chị làm cách này trong vòng 3 giây ha. Thấy không? Bụng bé áp bụng mẹ chưa? Tay vai mông thẳng và cổ ngửa ra tối đa chưa? Khi em thấy cổ con ngửa ra, em nhìn thấy cái cầm con sẽ chạm vào ngực của chị. Chứ không phải là gập gập ở đây đâu mà. Không phải ngồi trên này hồn nó đi chỉnh rồi nâng cái vú lên, không có. Chị làm luôn. Khi mình xoay á, mình cố gắng mình le cái tay này ra, cho con le tay vô đây. Được chưa? Ờ, chỗ nào có mông con giơ chân lên. Tháo tay này ra. Nhớ không? Xòe ra. Uốn ra tối đa. Nếu mà mình xòe như thế này này thì đầu con bị gập này. Hả? Phải như thế này, uốn thì con mới giữ cố ra này. Tay này thẳng mức cuối cùng, không có gồng gì hết. Thẳng mức cuối cùng. Xuống luôn qua cái tay, bế con lại. Và giữ con như thế này thôi, chứ không có bế, bị vô thôi. Dùng lực của tay khi nào chỉ xòe được bàn tay ra như nhìn thấy không? Thì đâu có gì đâu, có dùng bàn tay để bế con đâu. Và cái này cầm ti lên. Khi cầm ti á, các mẹ nhớ không? Thế miệng con từ bên này chảy qua bên này ha? Thì mình phải cầm ti xéo như thế này song song với miệng con. Rồi sát cái cầm vào đây để mình chùi từ tên này xuống thì nó đúng. Chứ còn xa là không đúng. Mặc dù chùi thì vẫn chùi từ đầu lỗ mũi xuống ha? Nhớ không? Song song như thế này. Thấy không? Rồi, ok chắc.